nhận định Argentina với Paraguay 7:30 phút ngày 20 tháng 6. Thất bại tai hại ở lượt trận mở màn trước Colombia khiến Argentina đang bị đặt dấu hỏi rất lớn về bản lĩnh cũng như năng lực của mình. Rơi vào tình cảnh khó khăn, Argentina cần sớm thể hiện đẳng cấp thực sự của mình. Nhà Á quân của giải đấu đang bị giới truyền thông chỉ trích rất nhiều sau thất bại vừa qua. Với kết quả này, họ đã rớt xuống vị trí cuối cùng ở bảng B, một khởi đầu không thể tệ hơn của Lionel Messi cùng các đồng đội. Để đi tiếp, Argentina buộc lòng phải đánh bại Paraguay ở lượt trận thứ hai tới đây và Qatar ở lượt trận cuối cùng. So với Colombia thì những đối thủ sắp tới có phần yếu hơn. Cơ hội để Albiceleste giành lấy chiến thắng là cực kỳ khả quan. Rõ ràng, vị thế cũng như tiếng nói của nhà đương kim Á quân đã bị ảnh hưởng khá nặng nề sau thất bại trên. Tất nhiên, với một đội bóng lớn như Argentina sẽ không chấp nhận được điều đó. Có thể thấy rất rõ sự quyết tâm của Messi cùng các đồng đội ở buổi tập gần nhất. So với Colombia, Paraguay hẳn nhiên nhẹ ký hơn nên Argentina cũng có phần tự tin hơn. Còn nhớ, ở kỳ Copa Argentina 4 năm về trước, Argentina từng đè bẹp đối thủ này với tỷ số đậm đà 6-1. Hay ở vòng loại World Cup 2016 thì Albiceleste cũng từng xử đẹp Paraguay với tỷ số 5-2. Paraguay cũng không phải là đội tuyển có hàng thủ thực sự chắc chắn. Họ dễ dàng để Qatar trọc thủng lưới 2 lần chỉ trong vòng 9 phút ở trận đấu vừa qua là đủ hiểu. Thế nên, cơ hội để Messi cùng các đồng đội có được bàn thắng là rất cao. Vấn đề mà Paraguay cần phải xem lại vào lúc này chính là tuyến phòng ngự. Không chỉ để Qatar trọc thủng lưới 2 lần trong 9 phút mà kể cả ở những lượt trận giao hữu trước đó thì hàng phòng ngự của Paraguay cũng thực sự gặp vấn đề. 5 trận đấu gần nhất, họ để thủng lưới tới 8 lần. Tất nhiên, việc để thủng lưới khá nhiều như thế này nên Paraguay mới chỉ giành được vỏn vẹn đúng một chiến thắng. Đó là trong thắng lợi trước Guatemala, một đối thủ rất yếu. Rõ ràng, hàng thủ thực sự là nỗi lo cực lớn vào lúc này đối với Paraguay. Nên biết rằng, Argentina đang sở hữu những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới như Messi, Di Maria, dự đoán tỷ số 2-0 cho Argentina.